Mấy bạn hay nói như là một ngày có thể ra được 10 cái clip cho mấy bạn nghe lúc đi tắm, đi vệ sinh được không? Táo bón khi tiêu chảy mà một ngày đi toilet 10 lần dữ vậy bà nội. Chuyện là một cái video thường như edit và thu âm mất tầm 3 đến 4 tiếng. Lâu lắm, làm sao mà một ngày ra 10 cái video được? Có nhiều chuyện làm trong vòng 30 giây mà mình còn không làm nổi 10 cái nữa kìa. Nay sáng sớm đi bộ đi chợ, nhìn nắng vậy thôi mới có 6:30 á. Cái này không gọi là cái chợ đâu. Mọi người bán một chút mọi người dẹp vô à. Thường như phải đi bộ ra cái khu chung cư này để mua đồ á. Cái này là mận gì á? Nhìn nó giống mận Bắc nhưng mà nó sẽ giòn, xanh và ngon hơn. Mấy bạn tranh thủ ăn đi tại nó sắp hết mùa rồi. Mà cái đoạn video này Nhi gửi tới cho nhân viên khảo sát thị trường của Bách Hóa Xanh nha. Mấy anh chị đi khảo sát mà sao bỏ sót cái khu này vậy? Ở gần đây dân cư nhiều lắm mà không có cái chợ hay là cái siêu thị nào hết. Ở trong cái khu này chỉ có đúng một cái Vinmart nhỏ nhỏ. Siêu thị thì có một cái Mega Market nhưng mà để gọi là đi bộ đi chợ trong xóm thì cũng có gần luôn. Siêu thị thì có gần một cái Mega Market nhưng mà đi bộ thì không tới đâu, phải đi xe lận. Ngoài Vinmart ra thì sẽ có một cái Copmart bán đồ như kiểu tạp hóa hàng khô. Hồi xưa Nhi ở bên Gò Vấp á, cứ 100 km là có một cái Bách Hóa Xanh kiểu tự mở ra, tự cạnh tranh với nhau hay gì á. Còn mấy cái khu bên này cần muốn chết luôn, không chịu mở. Đó, quay sơ sơ mấy cái nhà hộ nghèo ở trong xóm. Cái xóm này có tất cả, chỉ không có chợ với lại siêu thị thoai. Mỗi lần mà có cái nhu cầu về thực phẩm là phải đi mua đúng giờ hành chính, chứ mấy cô sạp rau nghỉ hết. Nên là tha thiết mấy bạn có coi được cái video này thì tới khu này khảo sát thị trường dùm Nhi với nha. Cảm ơn. Nhi tự trồng rau ăn luôn á, mà mát tay lắm, trồng cây nào chết cây đó. Hôm nay Nhi đi mua xô để ăn sáng á, mà mua xô là lý do phụ thôi. Tại vì Nhi muốn làm kem chuối mà không có thể nào kiếm ra được dừa khô. Nên là Nhi đã lợi dụng cái sự xinh đẹp này xin cô bán xô chút dừa nạo. Ai dè cô cho hết luôn. Cô nói là bây giờ mà ở khu này còn muốn mua trái dừa khô là phải lái xe qua bên kia. Thôi mệt lắm, con lấy hết cái này đi. Đúng là ăn ở nhà gặp lành. Bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống nhưng mà chung một xóm. Ăn xôi ngọt là mấy bạn phải ăn cái kiểu này nè, trộn hết lại trong một cái bịch rồi bóp nó nát ra. Lúc này là đậu phộng chảy ra, còn cái phần dừa nó cũng được ướp vô hòa quyện với là phần nếp nữa. Má ơi, đỉnh cao ẩm thực. Đây là cái cốc mà Nhi đã dốc lòng để trồng. Con nhỏ nó mới có rụng bông à, cái trái nó còn chưa kịp lớn nữa. Hai cái con người mà tận cùng của đạo đức này ra giả chém muối chấm hết luôn. Hồi xưa ông bà ta có câu quả cóc là cậu ông trời. Cái ao chỗ vườn rau này Nhi đang tính nuôi thêm cá, mà mấy cái loại cá nào dễ sống, ví dụ như cá rô phi, cá tra, cá trê rồi gì đó, cá chà bạc nữa cũng được. Còn bữa trong tủ lạnh của Nhi nó còn sót là một nải chuối, để lâu quá nó thâm đen xì. Mà phàm mà đời là chuối thì nó phải thâm, chuối nào mà thâm niên càng lâu thì nó càng đen, rụng một quả luôn. Cái công thức kem chuối này ở nhà còn gì Nhi làm đó, mấy bạn đừng làm theo tại thấy nó cũng dở ẹt. Nước cốt dừa, thêm một chút muối, cái này là đường ăn kiêng, mà nếu các bạn không ăn kiêng thì các bạn có thể thêm đường gì cũng được, đường nhân gian đầy ải thương đeo, ai chưa qua không phải là người. Đừng có để nó sôi bùng lên nha, cứ ấm ấm lăn tăn nhỏ vậy á, cho thêm một chút bột năng cho nó sệt lại nữa. Mấy cái lúc mà rảnh rỗi hay bày trò lên tinh ở trong bếp như thế này thì mình sẽ có cảm giác là nếu mình bận thì mình sẽ đỡ mệt hơn. Đã làm xong dọn dẹp mệt thí bà của nội luôn. Bữa nay lục đầu trong tủ á, mấy cái hộp con gấu này mua lâu lắm luôn rồi, hồi này là mua về tính đựng vàng dòng rồi đó. Cái này là một hộp vàng tiếp theo nữa, thì ra là mình đánh giá mình cao quá rồi. Tới bây giờ thì mình cũng không có miếng vàng nào hết, nên là mình sẽ lấy ra để đựng kem chuối luôn. Mấy bạn xếp chuối vô hộp nha, dùng cây cho nó an toàn, dùng tay cho dễ bóc. Có một lớp chuối, một lớp xốp và một lớp dưa, cuối cùng là rắc một lớp đậu phộng và rất là nhiều dừa của cô bán xôi lên. Ập cái nắp vô rồi cất trong ngăn đá của tủ lạnh. Bác hàng xóm nhìn Nhi cực kỳ xiên tưới cây luôn, hầu như là rau với lại cây như trồng là bác tưới không á. Bác nói là phải chăm tưới thì cây nó mới xanh, mình cũng phải sống xanh như một loài cây. Trời ơi, con cũng là cây mà con sống không xanh sạch gì lắm, con là cây ô. Kem chuối xong rồi, nhìn rất là ngon đó, nhưng mà Nhi cũng chưa nghiên cứu được cách mà mình sẽ ăn nó như thế nào. Kem cứng thì đã có móng dao nhọn, như đã nói ở đầu video, nó dở ẹt à.